Em ơi anh đâu dễ dàng nói ra nên lời, dàn trong lòng anh từ lâu cũng thấy rồi bời. Nhưng hai ta nên chậm chậm tha thôi em à, từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương. Ngày anh thấy thấy tim đập nhanh lúc bên em, là anh đã biết biết anh chẳng có một đường lui. Thấy thấy như chạm răng với ô tô, vì gặp em là anh chỉ đổ mà thôi. Dù cách xa nhau mình vẫn nhìn thấy nhau, bởi trái tim ta nỗi nhớ đã đượm màu. Chẳng sợ cách xa nếu ta đủ yêu, vì phải chia ly mình mong tập nhớ nhau để biết yêu thêm những lúc ở bên nhau. Tình yêu đôi khi vẫn cần khi yêu xa hóa gần, để yêu những bữa ăn thật ngon anh dành cho em.